Tôi Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay có mình Trần Quân tặng quà cho cô Úc cái gì. Hôm nay mình đến thăm cô Úc. Nhau cô Úc. Thì hôm nay cậu có ai cho xe vậy? Mua qua nữa nha. Mua hả? Nhiêu cậu? Mua có 100 ngàn à. Gì 100 ngàn? Mua đang chấm yếu rồi mình lấy cái trường của mình cho tiền mình mua cái mùng tựa cho nó chạy. Ôi mua giống mua dây chai chứ hả? Ta là ta vừa bán vừa cho quá. Chứ đâu 100 ngàn bán vừa cho rồi đó. Ai bán cho cậu? Cái người mà có chiếc xe điện đó hả? Xe kia rồi. Đó tên gì quên rồi. Không biết. Có bên chiếc xe điện của Hồng Lê Minh Kha cho đây chứ gì. Rồi vậy bán là cậu 100 ngàn. Đâu biết chạy đâu. Lắc lên tổng xe ngược ra ngoài. Dạ thì phải tập mới được. Cậu lăn bánh cho chạy tới một cái mà... Thì nó lắc ra ngược thì cậu lắc ngược lại thì chạy tới. Thì nó ngược là họ chạy tới là họ chạy về. Bị mình lắc chưa quen á. Trời ơi may quá hen. Được mua 100 ngàn ngon quá. Chèn ơi. Rồi nếu mà ta gắn ta chế cái đó vô mấy triệu nữa hả? Chế. Thì tay mình tay ngập thì lắc đâu có được. Dạ. Lắc từ quên hoài. Đó hai tay đều lắc được mà. Lộn hoài. Vậy kìa con khỏe không? Thì cũng mệt mới đi bán không, đi số không được nè. Vậy hả? Cái này mệt hả? Đi ngồi cái nó mệt, đi ngồi. Thế giờ giờ cái giường ở đây hả? Dạ, đây cho nó mát. Dạ. Cậu tắt cái đó một con đi đi thôi, có nhiều khi nó dính đăng quyền thì nó mất công đó. Thì cậu cơm nước gì chưa? Rồi. Nên ăn cơm gì con? Ăn cái kho khô. Nấu ăn hả? Tự nấu hả? Ừ, nè. Kho khô gì? Kho muối. Trời ơi, kho quẹt đum đum luôn vậy đó hả? Kho chai mà, đồ chai. Dạ. Ủa ăn chai này không dỗ ngoại tới nay. Dạ. Cái trường không nói nay luôn hả? Ừ. Trời ơi. Ăn không được. Dạ. Rồi thôi quay lại ăn chai luôn. Ăn được là sao nó? Ăn yếu chịu và ăn ngán, thấy cơm ngán. Dạ hen. Ừ. Ăn chai thì ăn được hả? Ừ, ăn chai ăn lại gai được. Giờ có gai có không khỏe là sao? Thì nó mệt hoài đó. Đi cái nó mệt. Trước hay sao nhiều khi còn ngán đi nữa. Vậy đó hả? Rồi mới mua cái xe đó hả? Ừ. Mà sao mà biết bán mà mua hả? Thì bữa đi bán cái số con bữa cuối cùng đó. Dạ. Bữa bán số thấy mệt quá thôi ghé đây kìa. Cái bà kêu để nó dạ. Vô lấy bớt đi nó có chiếc xe điện rồi. Trời ơi hên quá hen. Lấy bớt đi trả tao 100 ngàn, trả tôi 100 ngàn thôi. Trời ơi thả. Đi chợ mua cá đồ ăn. Trời ơi ngon quá, may quá. Tại vì ví dụ như bán rẻ như vậy mà bán cho cái người mà không phải như cậu á, không có bệnh, không có bị tai biến rồi á. Ừ. Mà bán như vậy thì nó ổn. Còn bán cho cậu khổ mà cậu không có, nhiều khi tao mua tao bán lại á. Ừ. Còn cậu bệnh mà cậu không có tiền nó bán vậy quá hên luôn. Ừ. Lý quá, đỡ quá. Mừng cho cậu ghê luôn. Thôi vậy tôi lấy đưa 700 ngàn cái gì dắt về chứ đâu có chạy được. Cà dê rồi. Vậy bữa nào đi rảnh đi lên con coi coi sao con ấy cho cậu chạy. Chỉ cho cậu chạy chứ sao chạy không được thì sao đi. Mình lắc tới thì nó tới rồi đó mà điều ngồi cái đó lộn nó chả ngược. Không có, khi mà cậu lắc tới rồi nó có chấn rồi đó là cậu cứ giữ cái chiều đó hoài. Cậu cứ giữ cái mức độ di chuyển của cái tay mình đều vậy hoài. Vậy hả? Dạ, là nó ra chứ cậu ngừng lại cái nhiều khi cậu lắc cái nó về nó lại. Lộn lại. Ừ. Hay quá. Mày quá. Rồi, chứ... rồi đưa bán 100 ngàn quá đi chợ quá đi chợ chút xíu quá đi mua đồ ăn tiêu tỏi bột ngọt hình quá hình. Bánh trái mấy cái bánh nó còn nguyên ha còn thì, không có lủng lót ha xì ơi rồi giờ bơm xì. Bơm hả bơm lên thì cậy nó hư dìm sữa đó. Ừ. Mà coi có hư gì nhiều không cậu đâu có hư gì nó bơm bánh lên xài vậy ha rồi vậy mày trời ơi vậy là cậu mai mốt đi bán đi bạn đó ha. Ừ tính đến tập mơ chắc mượn cũng bơm xe. Ủa sao tắt rồi hát nữa rồi mà tường tao lại coi cái. Hôm nay lên kiếm cậu mà đi ngay dắt chưa này thấy cậu nè. Ừ. Mà hôm gài con rước các tường với trọng nhân về chung. Ôi, mất con chuyện lu bu quá. Rước hai đứa về chung. Thế rồi không? Cái có trọng nhân rồi đâu ghé cậu. Tự bữa nay không có trọng nhân mới ghé nè, hôm nay có mình các tường. Tự ông bán nay ông ở sao nghỉ bán rồi ông ở sao luôn chứ đâu có anh trước đâu. Dạ. Ở ngoài này nó thoáng hơn ở trước nó hắt cái lộ vô. Dạ.
đây cũng nóng, đây toán thấp, mà đều có cái được cái cửa sau với chỗ này chống gió mát thôi. Chứ ở sao nó hát cái mà lộ vô chịu không nổi luôn á. Để ra coi sau này cái lâu quá không lại. Hôm nay cũng tính lại cậu rồi, lại chú Năm có mấy chuyện mà không lại được. Nó khủi nó nước con tắm à. Dạ. Thì các ngày có uống thuốc gì? Thì uống thuốc bệnh viện. Cô nào cho nè, cô đâu bên Mỹ cái gì nè. Cho những thuốc này uống. Cho chiều. Anh Phương đem qua đúng không? Ừ. Dạ. Sáng chiều. Sáng chiều. Đâu người ta hướng dẫn sao? Đâu gần gì đó. Cái đó vitamin tổng hợp. Ừ. Bổ quá. Ừ. Sáng viên triệu viên. Ủa sáng viên triệu viên hả? Cái này hình như là sao con nghe nói có người nói là mấy chục viên hả gì nè. Phải không? Nhiều viên lắm mà không biết nhiều viên không nè, đó nó để nè, để trọng lượng nè. Là cái này có chai dầu này của Minh Kha Đồng Tháp gửi cho cậu nè. Ừ. Dạ. Mô Phật tính hết dầu rồi. Đúng lúc quá hang. Múc lấy cái chai nè. Dạ. Hết không chứ. Rồi dạ, nên với mũi. Rồi con mượn chai cái thuốc con coi. Ừ. Chắc cứ giống chai ấy. Nó để trọng lượng đó. Của Mỹ hay gì đó. Nghe. Của Mỹ hay gì đó. Này vitamin tổng hợp nè, vitamin không à, vitamin C, D3, E, K. Nhiều vitamin lắm. Nhiều chất dinh dưỡng. Sao con có người nghe nói là thuốc này chỉ uống một viên trước 12 giờ ta. Anh Phương kêu chú cậu uống vậy hả? Ăn cơm rồi sáng uống, chiều uống. À, cái này tiếng Anh không à, phải không có đọc được. Phải có cái tờ hướng dẫn trong cái chai thuốc không? Hả, vậy nè, đưa vậy nè. Cái này là trọng lượng hay gì nè, bao nhiêu viên nè. Thấy không? Mình đang lát con coi coi. 600 mấy phải không? 300 mấy phải không? 265. 265 hả? 365 không biết gì, đang lát con coi lại coi. Lát hỏi chị Google coi chị nói sao. Cái tiếng Anh không à. Tính đi mua nè. Dạ. Dưới có một còn đồng nào đi mua. Nào dạ. Đồng nào luôn. Không còn đồng nào luôn hả? Dạ có đồng nào rồi nè. Mấy ngày dài. Ở đây là 500 ngàn của một người bạn con giấu tên tặng cho cậu. Thôi cảm ơn người, anh bạn đó nhiều. Dạ, này chị bạn. Chị bạn. Dạ, cảm ơn chị bạn có lòng giúp đỡ nhiều, cảm ơn nhiều. Dạ. Nữa con không gài lần mà tìm cậu về chặt ruột. Dạ. Có khi thấy cậu đi ngoài chợ. Có khi á chạy ngang thấy cậu mở cửa mà mấy lúc đó con đang bận chuyện không ghé được thứ gì hoài đó tới nay thiếu gì vừa công chuyện nhà rồi vừa công chuyện nhà rồi vừa dòm công chuyện bà con nữa lưu bu thì thấy là tội nghiệp lắm thiệt. Dạ, bữa nay đưa cậu được thấy nhẹ nhõm rồi đó. Không ra giữ hoài người khó chịu quá. Thấy cháu làm sao út cũng thương cháu lắm, đồng nghiệp lắm, gái cho cháu được mạnh khỏe hoài đừng dòm ngó bà con. Dạ, cảm ơn cậu. Rồi con cơm chưa? Ăn rồi. Rồi ha. Rồi vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi, con chở. Ở ngày ăn được 3 bữa. Vậy thôi. Mà có lý bữa chừng chén đầy vậy à? Dạ. Mà nếu ăn mặn ăn không được. Nếu mà dở nồi cơm ra thấy ngán. Rồi nếu vậy ăn tương luôn đi. Ăn tương luôn rồi. Ăn tương mà ăn được, ăn mặn ăn không được là quý rồi đó. Ừ. Vậy là có duyên với Phật rồi. Dở nồi cơm ra ăn mặn, dở nồi cơm ra cái dòm thấy nồi cơm tự nhiên nó ngán. Dạ. Nấu rồi cái đem đổ không chứ. Chết mồ mà ăn đồ ăn không có đồ ăn gì chứ ăn vậy sao nổi. Mời hả chị Bảy, mẹ con mới cho thịt đông, thịt chai đó. Dạ. Mấy cục ăn tới nay mới hết. Dạ. Vậy cậu có ấy có tiền rồi đó đi mua đồ ăn đi. Dạ. Chứ ăn vậy ăn đâu được, không có đủ chất dinh dưỡng sức khỏe mình á. Mát mát đi. Rồi uống thuốc đó vô bổ sung dinh dưỡng vô. Ừ. Rồi. Đi ấy thuốc luôn. Đi thuốc hả? Chán giờ đi xin thuốc qua bệnh viện xin thuốc mà không có tiền cũng làm biếng, nhiều khi ngồi đại lâu quá uống 7 ly cà phê mà không có đồng bạc lấy gì đi. Rồi hết tiền lối luôn vậy đó hả? Ngồi đi. Chết mồ rồi vậy mai mốt cái bán lại rồi tiền đâu lấy nhốt. Ừ. Để thiếu người ta. Thiếu hả? Ừ. Chết. Để thiếu người ta rồi chịu trả nữa. Không ngày nghỉ lâu chưa? Ngày nửa tháng rồi. Rồi nghỉ nửa tháng thăm vốn hả? Ừ, thăm vốn. Nghỉ thăm vốn. Rồi thôi về Tường ơi, cho con đi ăn cơm. Một con cũng mới đi học vậy hả? Mẹ con gọi rồi nè. Dạ. Mẹ gọi chứ không đâu chứ.
cưng quá. Thôi không phải rồi. Còn thì nữa. Con nhân thoại cái alo. Con. Thôi để con về cậu ơi. Rồi. Cho các tường ăn cơm. Nghỉ ngơi đi học buổi chiều. Rồi. Hứa phân tay con. Hứa phân tay. Rồi. Rồi. Con về cậu. Rồi. Cũng chúc mừng cậu luôn. Rồi. Nay lại có nhiều cái hay quá. Có được chiếc xe này là cái hay nhất rồi. May quá. Rồi, Đức Tính vừa đến thăm cậu và chào quà của mình Thường Quân. Cũng xin khép lại video tại đây, xin thay mặt cho cậu xin chân thành cảm ơn mình Thường Quân Dấu Tên đã gửi cho cậu tiền cũng như là bên Kha Đồng Tháp và tặng cho cậu chị dâu. Xin chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.